Sử dụng thanh sắt dài giấu sẵn trong áo để phá khóa, chỉ trong vòng 5 giây cửa đã mở. Trong clip đó người ta đang xài là dạng khóa móc thông thường như thế này, nên ông trợ móng dễ dàng đưa span vào ống lại một phát, cái dây nó càng khóa ra luôn. Đổi qua dòng khóa chụp xài cho nó an toàn hơn nhiều nha. Dòng khóa chụp này thiết kế của nó là đằng sau nó có một cái lỗ trống như thế này để chụp các khoang cửa lại. Khóa nó ôm rồi, che hết luôn rồi, bát cửa càng khóa rồi đâu cũng không thấy luôn rồi. Nên là sẽ khó đưa đồ vào nó nại hơn và nó sẽ chống các cưa càng khóa lẫn bát cửa cho mình. Chất liệu của nó được làm bằng thép không rỉ để cho em ngoài trời, ngoài mưa, ngoài nắng không sợ rỉ sát khóa hư khóa nè. Chìa khóa đang xài là dạng chìa kiếm 18 lớp như thế này, chống đoạn chìa, chống chìa này tốt hơn nè. Đi làm chìa khó đánh chìa thì đổi lại thì trời khó chế chìa này nó mở, độ an toàn nó cao. Dòng khóa này em bảo hành một đổi một trong một năm, bấm vào giỏ hàng sang cho em nha.